Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món cơm gà. Hôm nay mình sẽ làm cái món cơm gà sốt me. Thì cái đùi gà mình mua về mình rửa muối thật là sạch, xong rồi mình cắt cho ba khứ để cho khúc chút nữa mình chiên nó giòn á, lại nó mau chín nó giòn. Xong mình phủ lên một lớp muối với lại tiêu để cho cái thịt nó săn lại, rồi cái nước mà khi mà mình rửa nó chảy ra ngoài nè, khi mà nó gặp muối thì nó chảy bớt cái nước ra ngoài làm ráo cái thịt, thì khi mình chiên nó đỡ dằn dầu á, với lại cái thịt nó sẽ mặn mặn ngon hơn. Thì bây giờ mình sẽ chiên nha, mình cho vào đây dầu, mình chiên thịt gà trước cho nó giòn lên, xong sau đó mình sẽ làm cái sốt me. Vì mình làm cái bước này trước cho nó, cái bữa mình chiên mình làm cái lớp bột và tên bột bắp á, nhưng mà hôm nay mình chiên là không luôn, không có tẩm cái lớp bột. Tại vì khi mình tẩm cái lớp bột chút nữa cái sốt đó nó thấm vô cái sốt hết, là không còn cái sốt nữa, nên là mình chiên không. Xong chút mình làm cái sốt đổ vô. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt cho chú chị. Mình sẽ làm bằng cái sốt me, hạt nêm, đường, tiêu, với lại nước mắm. Thì trong cái phần này là có gừng mình cắt sợi sợi như vậy nè, rồi hành tây, tỏi, với lại cái hành này chút nữa mình bỏ vô trong cái sốt đó cho nó ngon, nó có cái ngọt. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ làm nè. Mình sẽ sử dụng, hôm nay mình muốn làm sốt nhiều thì mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh đó, 2 muỗng canh đầy tiêu, tùy thích muốn ăn cay thì cho nhiều tiêu, hạt nêm, nước mắm 1 muỗng, 2 muỗng nước mắm. Còn cái phần me đó thì mình cũng cho 1 muỗng, hơn 1 muỗng rưỡi. Cái này đây, nước 1, 2, 3 muỗng nước. Quậy lên. Cái khúc này nếu mà thấy chua thì bỏ thêm đường, còn thấy mặn á, thấy ngọt á thì mình thêm nước mắm. Này là tùy thích nha. Quậy lên. Mình xào này hết vô. Wow, hành thơm nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chén sốt này vô.
sốt này. À chua. Cho thêm miếng đường nữa. Mình sẽ cho hành vô nè quý vị. Tiếp theo mình sẽ cho cái đùi gà vô mình trộn lên cho nó thấm cái gia vị của chú chị. Mình làm cái cách này gà ăn ăn cơm rất là ngon. Trộn cái cách này có nhiều người ta làm để bán á, ta làm để bán cơm, cơm gà. Đó. Mình nhúng nó qua như vậy, xong mình bỏ nó qua một bên. Giòn quá trời luôn. Cô hổ, chị ma đói bụng, phải không? Sao chị mà mama sao con đi con? Đúng rồi, ăn chuẩn bị tới giờ ăn rồi, không có ăn được không con? Chưa được con mà con nữa mà đó chưa được con. Sốt 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 trộn lên như vậy nó thấm vô gia vị. Đây là một phần cơm. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt gà vô. Hai cái đùi. Xíu hành lá. Rồi, đây là phần cơm gà. Cơm gà sốt me. Xin chào ông bà. Xin chào. Xin chào ông bà, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chị Ma camera đâu chị Ma? Xin chào cô chú chị và các bạn. À, hôm nay mình làm cái món thịt gà rất là đơn giản với the cheaper food today. Hôm nay mua thịt gà rất là dễ. À, mình làm cái món gà sốt me rất là ngon, ăn với lại cơm. Chị Ma nãy giờ uống một cục chính giữa cơm rồi nè.
Ngon con à? Hôm nay nha con món súp mẹ, gà súp mẹ. Ừ, cơm gà súp mẹ ngon. Với cơm. Xin mời bà cô chú các bạn. Xin mời. Ngon ăn nha. Con mua. Cháu ăn hành nữa rồi. Nè, hành này con ăn đi. À, đó này. Con thích. Đó, xin mời cô chú anh chị các bạn nha. Xin mời cô chú các bạn. Chua ngọt ngọt. Mà mình không có bỏ tương ớt, tương vị của chú anh chị. Tại vì em nhỏ ăn á. Mà mình thích cái món này á. Sốt me nó màu nâu á, mình muốn có cái sốt nó cũng màu nâu nâu giống như sốt okay. Me luôn. Mình không có muốn đổi màu đỏ vậy. Nó giống như sốt me, như cái màu của màu cái me á, màu nâu á, thì mình thấy nó hợp hơn. Đó. Chị Ma ơi. Chị Ma. Nè. Tốt rồi. Ngon. Múc bọc, múc lên. Ngon chậu chị Ma. Mày giúp chị Ma nè. Đó. Món thịt gà này mình làm trong bao nhiêu bánh cơm á, gà sốt me, cơm gà sốt me rất là ngon. Ngon không? Cút nào đó. Ngon cút không? Ở bên ngoài lạnh. Nó hơi xô cho nó là xô. Ê chú gió nhìn chú. Ra bên ngoài của chú anh chị. Đứng một chút. Lạnh tê tay tê mặt luôn, đỏ mặt hết luôn. Lạnh lắm. Âm 6 độ. Mày chơi ơi, chú nhớ rồi. Cái nào ngồi rồi. Thì mình ra ngoài. Lúc mình ra ngoài hả? Ừ. Dê môi. Nhớ mày nói gì. Bố bố chơi, anh sẽ cố bố. Con sẽ đọc tóc gì kì nữa hả? Đó chính cái dấu phiêu thích của chị Lucas. Tóc thì mà ấy được chị mà, bổ sổ. Ừ, đi. Đi tới đây. Yêu này, ví dụ như xa xa, xa cô chị xa xa. Bảo. Maybe for a little bit of it. Okay. Senor, happy birthday, Chimka. Chimka, boss. You know? Don't you know? Gần tới sinh nhật của Tima của chú à, nhớ biết ngày thêm nữa. Đau bóp xuống. Đó.
Будешь? Нет. Sleep again. Sau khi chiến tranh á, người Ukraine ai cũng già đi á. Người ta dự kiến á, là bình quân mỗi người già đi 10 tuổi. Ukraine war time, the home 81 last 10 year. À, minute 1 in 10 year. Thực phẩm trong siêu thị bữa nay á tăng 40%. Hệ thống chúng ta coi á, mà mình đi chợ, mình đi chợ mình không biết được cái giá nó cao. Có những món nó tăng gấp 2, gấp 3 rồi. Có những món nó tăng 15-20%. Có những món nó tăng 7-80% thì bình thường còn tăng 40%. Mà nhiều người thì có việc làm á, thất nghiệp. Rồi có những người ở cái những cái vùng chiến sự, người ta đi lên trên đây, người ta thuê nhà ở. Chứ không phải ai cũng đi qua bên nước ngoài đâu, không phải ai cũng đi qua châu Âu đâu. Tự gì á, đàn ông không có đi được, chỉ có phụ nữ mới đi. Mà phụ nữ đi thì phải dẫn theo con, mà có con nhỏ không có làm gì được. Thì thành ra một á, hên á, được trợ cấp cho thuê nhà ở, còn không á, đâu có chỗ ở đâu, cho nên không phải ai cũng đi á. Người Ukraine ở lại quê nhiều á. Mà ai đã qua rồi cũng tranh thủ đi về. Ăn thịt đi con. Xin mời. Mời chị cầm nha. Cảm ơn. Ồ, bây giờ sao? Ui. Ешь, сынок. Ешь, ешь. Давай, курочку ты еще не съел. Попозже съел курочку. Есть чего? Мама еще, да, крошки. Чего, Cô chú anh chị ơi, hôm nay video chia sẻ đến đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nhà mình nha. Tạm biệt. Chào tất cả mọi người. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào đêm kia mới lại. Tạm biệt. Bye bye.